Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay xin phép quay cho cả nhà xem một con máy khoan hiệu Kira nha cả nhà. Con máy khoan cao 1m2 và dụng con số 2 nha. Có chức năng khoan và tơ rô. Ngoại hình còn khá đẹp nha cả nhà. Rồi, cái đây là cái bảng tốc độ của nó nha cả nhà. Tốc độ chậm nhất thì 160 và cao nhất là 1750 nha. Nè. Rồi, ở đây là cái hộp điện. Cái nút màu đen này là nút chạy, nút màu đỏ là nút tắt. Cái nút này là chỉnh chế độ nha cả nhà. Bên đây á là khoan, còn bên đây á là taro nha. Hành trình sâu của con máy khoan này thì được 120 nha cả nhà. Giờ đang mắc ở đây, thả lỏng cái đó ra. Đây, hành trình sâu của máy khoan sẽ được 120 nha. Con máy khoan này thì là bàn tròn nha cả nhà. Rồi, em đã khoan những cái lỗ sẵn rồi, bây giờ em sẽ taro thử cho cả nhà xem nha. Đây, những cái lỗ em đã khoan sẵn rồi đây. Em đang lắp mũi taro nha, bây giờ em sẽ taro thử cho cả nhà xem luôn nha. Rồi, đây, chế độ taro. Bấm nút đen là chạy. Rồi đâu mất tiêu rồi, hết thấy đường rồi, có mùi chạy. Đây, răng khá đẹp nha cả nhà. Rồi, cái này cả nhà, mình kéo xuống khoan, nhấp lên là nó đảo chiều nha. Nhẹ là sẽ đảo chiều nha. Rồi máy khoan tơ rô là sẽ bao ly. Đấy, máy chạy cực im nha cả nhà. Nắp nhựa đề cao. Nắp, cái nắp này khá đẹp nha. Tắt thì cần lấy ra cho bạn khoan nha xem. Ở đây là mình sẽ xả con ốc này ra để mà mình chỉnh cái motor này ra vô cả nhà. Motor này để mình thay dây curo. Ở đây là khi mà mình xả cái này ra là mình sẽ chỉnh cái hước này nha. Chỉnh cái hước này sâu cạn bao nhiêu đó thì mình chỉnh nha cả nhà. Đó. Khi nào mình taro thì mình sẽ xả cái này ra một tí nha, cho nó lỏng, cho nó có cái độ gơ giống như thế này nha. Để mà mình taro á nó có cái chế độ nhấp rồi cả nhà. Taro nó sẽ hạn chế gãy mũi nha. Đây, bàn tròn nha mọi người. Khá đẹp nha, nhưng mà ở này giống một lỗ, hai lỗ nha. Bàn khá đẹp nha. Ngoại hình máy khoan thì bên ngoài còn khá là đẹp. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng máy khoan bàn có taro cả nhà thì liên hệ với bên em nha. Máy khoan cao 1m2, dùng con số 2 nha cả nhà. Chạy điện 3 pha 200V Kim Nhật. Nếu mà anh em nào ở nhà mà có điện 3 pha 380 rồi á, thì mình sẽ mua cái biến 380 số 200 xài nha. Còn mà ở nhà anh em nào mà chưa có 3 pha thì mình sẽ lắp biến tầng nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng máy khoan thì liên hệ với bên em nha cả nhà. Ngoài con này ra thì bên em còn khá là nhiều máy khoan khác luôn nha cả nhà. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy khoan thì cứ liên hệ Zalo với bên em sẽ gửi mẫu cho cả nhà xem để cho mình dễ lựa chọn nha. Còn anh em nào ở gần thì mình cứ đến địa chỉ máy khoan 95 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha cả nhà. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nha.